Giá cà phê hôm nay mùng 10 tháng 10, Arabica tăng nhẹ, Robusta thấp nhất 6 tháng qua. Giá cà phê hôm nay mùng 10 tháng 10 trong khoảng 63.200 đến 63.800 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê thế giới vẫn duy trì xu thế như đã kết thúc tuần trước. Tiếp tục giảm trên sàn lăng tăng nhẹ ở New York. Robusta xuống mức thấp nhất 6 tháng qua tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc. Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 63.200 đồng mỗi kg. Tại huyện cư Mờ Ga, đáng lái giá cà phê hôm nay ở mức 63.700 đồng mỗi kg. Tại huyện IAH Leo, Đá Lá, Buôn Hồ, đã lái giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 63.600 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đắk Nông giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 63.800 đồng mỗi kg tại Gia Nghĩa và 63.700 đồng mỗi kg ở Đá Rờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 63.600 đồng mỗi kg. Chiêu ở Pleiku và La Grai cùng giá 63.500 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Công Tum được thu mua với mức 63.600 đồng mỗi kg. Thị trường cà phê giảm so với cùng thời điểm hôm qua kết thúc phiên giao dịch đầu tuần. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11 năm 2023 giảm 34 USD mỗi tấn, ở mức 2.325 USD mỗi tấn. Giao tháng 1 năm 2024 giảm 37 USD mỗi tấn, ở mức 2.243 USD mỗi tấn. Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12 năm 2023 giữ ở mức 146,5 centa giao tháng 3 năm 2024 tăng 0,5 cent ở mức 147,25 cent Tuần trước, lo ngại rủi ro tăng cao đã thúc đẩy các quỹ và đầu cơ mạnh tay thanh lý vị thế rồng trên cả hai sàn làm giá giảm sâu. Thị trường cà phê thế giới đầu tuần này vẫn duy trì xu thế giảm trên sàn lâm đơn tăng nhẹ ở New York. Chuyên gia Nguyễn Quang Bình nhận định, cuộc xung đột đang mới xảy ra tại Israel khiến dầu thô và vàng tăng vọt. Trong khi đó, hai sản phẩm nông sản chủ lực của Việt Nam lại giảm, là cà phê và gạo. Robert ta xuống mức thấp nhất 6 tháng qua, trong khi đó đồng USD giảm nhẹ giúp Arabica ở trạng thái cân bằng. Trạng sáng mùng 10 tháng 10, chỉ số US Dollar Index, DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt, Ờ, ừ. GPE, bản Anh, Kết, Cít, CHF giảm 0,4%, xuống mốc 106,8% hãng thông tấn CNBC nhận định, hiện tượng Endino đang khiến các nước sản xuất cà phê Robusta như Việt Nam hay Indonesia bị ảnh hưởng nghiêm trọng, sản lượng cà phê giảm sút, giá tăng cao. Robusta chiếm 40% sản lượng cà phê toàn cầu, còn Arabica vốn được coi là chất lượng tốt hơn với giá cao hơn, chiếm tới 60% đang được trồng nhiều ở khu vực Mỹ Latin cũng bị đe dọa. Đến năm 2050, Nhiệt độ tăng có thể làm giảm tới 50% diện tích thích hợp để trồng cây cà phê, các quốc gia sản xuất cà phê lớn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cà phê là giống cây dễ bị tổn thương nhất do biến đổi khí hậu gây ra. Giá tiêu hôm nay, mùng 10 tháng 10 chưa có điều chỉnh mới so với hôm qua, hiện đang dao động trong khoảng 68.000 đến 71.000 đồng mỗi kg tại thị trường trong nước. Giá tiêu trong nước theo khảo sát, giá tiêu tại các tỉnh trọng điểm trong nước tiếp tục dao động trong khoảng 68.000 đến 71.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, hồ tiêu tại Gia Lai và Đồng Nai đang được thu mua với mức giá lần lượt là 68.000 đồng mỗi kg và 68.500 đồng mỗi kg. Kế đến là đá lắng và đắng nông với cùng mức giá thu mua 69.000 đồng mỗi kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại Bình Phước và Bà Rịa, Vũng Tàu lần lượt ổn định tại mức 70.000 đồng mỗi kg và 71.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu thế giới Theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế IBC vào ngày 9 tháng 10, theo giờ địa phương, giá tiêu đen Lampung, Indonesia không đổi so với ngày 6 tháng 10. Song song đó, giá tiêu đen Brazil Asta 570 và tiêu đen Chin, Malaysia Asta vẫn duy trì ổn định. Cùng thời điểm khảo sát, giá tiêu trắng muôn to và giá tiêu trắng Malaysia Asta không có điều chỉnh mới so với cuối tuần trước. Hiệp hội xuất tiến hồ tiêu Cambod, KBPA kỳ vọng con số này sẽ đạt hơn 100 tấn trong cả năm 2023 khi một số công ty đã tăng đơn đặt hàng từ nông dân. Gần đây một công ty đã mua 26 tấn hạt tiêu Cambod từ nông dân và yêu cầu chiến từ nhập khẩu. Do đó, tổng lượng tiêu cam bót xuất khẩu có thể đạt khoảng 90 tấn vào tháng 9 và hơn 100 tấn như dự kiến vào cuối năm 2023. Vụ thu hoạch tiêu cam bót của nông dân đã hoàn thành. Bất chấp hiện tượng Andy đâu đe dọa sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Á, Hiệp hội xúc tiến hồ tiêu cam bót khẳng định điều này không ảnh hưởng đến việc trồng trọt và năng suất cây tiêu cam bót. KBVA cũng cho biết, đã có khoảng 22 thành viên mới tham gia với tư cách là thành viên của KPPA và canh tác theo đúng nguyên tắc của hiệp hội. Cho đến nay, tổng diện tích tiêu cam Cambod tại Campuchia vào khoảng 24.000 hecta. Trong nhiều năm qua, giá tiêu cam bán trên thị trường quốc tế ổn định ở mức 15 USD kg với tiêu đen, 25 USD kg với tiêu đỏ và tiêu trắng ở mức 28 USD mỗi kg.